Kênh Chim Cú Gáy Hay của đồng chí Thao thì hôm nay cũng xin được chia sẻ với các bác. Các bác đang xem trên hình ảnh là cái kênh về con giống cũng như cái số điện thoại tôi đặt ở trên đó. Thì đây là một cái mô hình mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người trên YouTube, trên mọi miền đất nước Việt Nam, là có một cái nghề đấy, là có một cái con giống mà ít người nuôi. Đấy. Thì con giống này để giới thiệu các bác thì mình cứ gọi nôm na là nó con chuột chuột lang, con chuột khoang, hoặc một số vùng là gọi là con bọ ú, thì mình cứ gọi là con chuột ở video này. Con chuột khoang này thì nó là cái dòng, nó thứ nhất là nó màu nó như thế này, vàng trắng đen, là kích thước của nó thì khoảng tầm 3 lạng đến 7 8 lạng đấy. Cái thức ăn của chúng thì nó sẽ ăn chủ yếu là rau cỏ, ví dụ như là những lá sắn dây này, lá mía này, cỏ voi này, rồi lá tre, rồi các cỏ cỏ mình cắt ở ngoài 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 ruộng, ngoài đồng, hoặc là những cái thứ củ quả. Lưu ý là các bạn, nếu mà các bạn nuôi thì các bạn cho ăn thêm cái ngũ cốc đấy, như cái đèn pin tôi đang soi ở đây, là các bạn thấy là cái máng là các bạn cho cái ngô nghiền nhá. Ngô nghiền nó ăn ngô là nó ấm mà nó không lạnh bụng mà không thừa chất đấy. Ví dụ như các bạn, nhiều bạn là cũng hám nó lớn, chăm bẵm quá là cho ăn cám thì là không tốt đâu. Các bạn cho ăn ngô nghiền đấy, các bạn cho ăn có thể là cho ăn lá sung để chống đi ngoài. Tuyệt đối là ăn dưa chuột và dưa hấu và một số những cái quả mà nhiều nước nó hay lạnh bụng đi ngoài và dẫn đến tử vong. Cái con này thì thực ra là nếu các bạn nuôi lồng sàn treo lên thì nó cũng khá là vệ sinh, phân nước đái nó sẽ chảy xuống dưới. Tất nhiên các bạn nuôi lồng sàn thì nó sẽ phải đóng chi phí hơn và cái độ sinh sản của con chuột sẽ không cao bằng các bạn nuôi trực tiếp ở trên mặt đất, rải trấu và rải mùn cưa. Và nuôi như thế này khoảng 5 ngày các bạn dọn chuồng một lần. Đấy, ví dụ như cái chuồng tôi đang quay đây là khoảng 3 đến 4 mét vuông, là chúng tôi có thể nuôi được khoảng 40 con lái. Đấy, mỗi một mét vuông là có thể là nuôi được 10 con. Tất nhiên diện tích này cũng là các bạn tham khảo, nếu mà rộng hơn thì càng tốt. Đấy, các bạn đang xem cái hình ảnh quay soi đèn pin. Đấy, và những con màu đen như thế này, đấy, khoang như này thì thường là đầu ra là các bạn thấy là một số bạn học sinh, một số những cái người nhà có các thành viên tuổi con chuột thì các bạn phong thủy, các bạn tâm linh, các bạn nuôi như một cái thú cưng trong gia đình. Đấy, đấy là cái đầu ra, là đối tượng khách hàng chúng ta là sẽ cho coi nó như là con chim, con chuột, con chó, con mèo, và coi như nó một thú cưng để chăm sóc hàng ngày. Thì đấy là những một cái dấu hiệu mừng là bây giờ người ta cũng bầu bạn với những cái thú cưng. Đấy, con này đang chửa, đấy, chửa quanh bụng này. Cái đầu ra thứ hai là các bạn có thể là tính vào cái thương phẩm để chúng ta ăn thịt chuột. Một số vùng thì các bạn chế biến những cái món như kiểu động vật hoang dã, dúi rồi nhím, là nó cũng nở rồi nó cũng thui rồi, nó cũng nấu giả cầy rồi nhiều món. Thịt chuột thì nó cũng là thơm, loại này nó ăn rau cỏ nhiều các bạn ạ. Chia sẻ với các bạn là cái đầu ra tiếp theo nữa, là cái đầu ra thứ ba là các bạn thấy là một số những cái bác sĩ, các nhà nghiên cứu về bệnh nhá, thì người ta hay sử dụng gọi là chuột để thí nghiệm. Người ta sử dụng cái thuốc gì đấy thì người ta sẽ mua cái con chuột này để mà tiêm. Người ta thí nghiệm, nghiên cứu cái công thức khoa học bệnh tật của người ta. Đấy. Đấy, các bạn thấy là đây là chúng ta rải mùn cưa, mùn trấu và một số cái lá đấy. Thì cái loại này thì chúng đẻ, thường là nó đẻ khoảng tầm từ dao động từ 3 đến 6 con một lứa, 4 con, 5 con là nhiều. Và nếu như mà tỷ lệ chống mái thì các bạn chỉ cần ít chống thôi. Đấy, tham khảo có thể là một chống 10 mái, trên dưới một chút cũng được. Thì cũng không nhất thiết phải nhiều chống quá, tại vì chống nhiều thì cũng sẽ cắn nhau, đánh nhau để tranh quyền giao phối. Đấy. Và cái dấu hiệu nhận biết thì chúng ta ngửa con bụng lên là chúng ta biết được con trống con mái ngay. Đặc biệt là con trống thì các bạn chỉ cần kéo cái chỗ bộ phận sinh dục ra là nó sẽ thòi luôn cái gai, như là cái đầu chim của nó thòi ra bộ phận sinh dục của giống đực. Đấy. Cái loại này thì bệnh tật thì các bạn cố gắng là vệ sinh thường xuyên sạch sẽ thì nó sẽ tránh được những cái bệnh lấm, bệnh ghẻ. Tất nhiên là để nói là bệnh nhưng mà thường là tôi không gần như không 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 thấy.
nhá. Nếu mà các bạn làm sạch sẽ sàn hoặc là vệ sinh chuồng trại như thế này thì không vấn đề gì cả. À, một số cái lưu ý nữa là các bạn cái nguồn thức ăn thì các bạn không nên để bếp chua. Dưa hấu giờ nó là một trong những cái loại mà nó ăn rất tốt nhưng mà nó lại hay lạnh bụng đi ngoài. Dưa chuột cũng vậy, và một số những cái quả nó nhiều nước. Cố gắng là các bạn cho ăn lá sung, lá tre, lá mía, một số cái lá. Một loại này nó rất ít uống nước các bạn ạ. Nó cực kỳ ít uống nước thôi. Nếu như các bạn cho ăn cỏ thì gần như các bạn không phải uống nước. Nếu như các bạn cho uống nước thì các bạn để cái van tự động, nó tự mút vào nó uống được. Các bạn để máng vào nó uống nhiều nó cũng tốt các bạn nhé. Thì các bạn muốn mua cái con giống thì các bạn liên hệ cho tôi là số điện thoại được ghi trên màn hình. Đó. Tôi thì cũng tự giới thiệu là tôi quản lý cái kênh chim cú gáy hay, tôi cung cấp cái con giống đà điểu và con chim cú gáy là chính. Nhưng mà qua một thời gian cái nghiên cứu tại địa phương tôi thì cũng có rất nhiều bà con nuôi con này, và bản thân anh em người thân tôi cũng phát triển nuôi, thì tôi đăng lên kênh để tiện thể cũng là kinh doanh thêm, cũng như tạo cái cơ hội tạo nghề và tăng thu nhập cho tôi và giúp đỡ được nhiều người trên các vùng miền khác nếu có nhu cầu mua giống. Đấy. Mà kể cả các bạn nếu như các bạn nuôi xong rồi các bạn không bán được thì các bạn gọi cho tôi cũng sẽ giúp đỡ các bạn về đầu ra. Đấy. Báo cáo các bạn là như vậy. Tại vì tôi đăng lên này thì rất nhiều người người cần thì cũng sẽ người cần thì cũng sẽ hỏi tôi mua, và người mua được không bán được thì cũng nhờ tôi bán hộ. Và cái kênh của tôi nó thiên về con giống các bạn ạ. Nên khi mà các bạn có cái cây giống, con giống, có cái sản phẩm nông nghiệp nông thôn mà nó mang tính chất là hay, số lượng nhiều và các bạn cần đến cái sự quảng cáo, cần cái sự bán hàng, thì các bạn có thể đặt vấn đề với tôi qua cái số điện thoại là 033 5305 982. Tôi có thể là quay video cho các bạn để tôi đăng lên kênh. Tất nhiên tôi sẽ ghim cái số điện thoại của các bạn tại đó để cho mọi người trên xem mạng, xem trên điện thoại, trên máy tính có thể biết được và đặt mua hàng của các bạn. Thì tôi cũng phong phú thêm cái kênh của tôi và các bạn cũng bán được hàng. Nhiều người biết đến số điện thoại của các bạn, biết đến địa chỉ của các bạn. Đó là một cái điều tôi rất là vinh dự và rất là hạnh phúc. Thì hy vọng rằng là cái clip này nó phần nào phản chiếu được cái khuôn viên cũng như cái hình ảnh, màu sắc, tập tính, và qua cái giới thiệu thuyết trình đấy, như con này nó đẻ bốn con đấy, màu như thế. Thì trước kia thì nó cũng có cái loại màu đen tuyền, nhưng bây giờ thì có rất nhiều người ta cũng xu hướng, người ta cũng thích cái màu mè để người ta nuôi kiểng đó. Thì hy vọng rằng là các bạn đăng ký cái kênh chim cú gáy hay của mình với hai cái số điện thoại như trên là 033 5305 982 và 0989 177 982. Hiện tôi đang sinh sống tại xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và tôi đã xây dựng được kênh bán hàng, là có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình và bến xe Miền Đông. Là quý vị các bạn có chuyển tiền thì các bạn cũng yên tâm là chúng tôi là một đơn vị đã trường tồn, đã hoạt động và đã có uy tín trên thị trường rồi. Đấy. Với cái thông tin cá nhân từ tên, số điện thoại, địa chỉ, mặt mũi, số chứng minh thư, tất cả tôi đã công khai trên mạng. Hy vọng là các bác cũng sẽ đóng góp để tôi xây dựng cái kênh này tốt hơn. Cái phần nào chia sẻ của tôi trên cái video này mà nó đủ thì mong các bạn cũng like, đăng ký và tham gia là thành viên, để bấm vào nút chuông và bấm vào nút đăng ký để sớm là những người được thông báo đầu tiên khi tôi ra video. Và các bạn chia sẻ trên tường, trên trang cá nhân, trên mạng xã hội để mọi người cùng biết cái thông tin tốt đẹp này. Tôi mong mọi người phát triển. Và tôi cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem, và nếu như các bạn thấy có những cái góp ý gì, cần bổ sung gì trong video này hoặc trong cái kênh này, các bạn cứ gọi điện cho tôi hoặc là comment ở dưới, thì tôi rất là cảm kích tới sự chia sẻ và cái sự góp ý chân thành của các bạn. Có lẽ là video thì nó cũng khá là dài để mà nói hết được cái chủ đề về con chuột này. Thì tôi cũng xây dựng trên kênh từng bài, màu sắc, đầu ra đầu vào, tập tính, ăn uống gì, bệnh gì, và tôi chuyển hàng như thế nào, tôi bán hàng như thế nào. Các bạn có thể nạp thẻ điện thoại đặt cọc 100 bằng cái tiền vận chuyển, và sau khi tôi gửi con giống về đó thì các bạn có thể đưa tiền cho lái xe qua nhà xe, thì nhà xe sẽ thanh toán với bộ phận văn phòng của tôi tại Hà Nội, tại bến xe Miền Đông. Và khi chuyển đi thì tôi đảm bảo là chết thì tôi chịu,
và chắc chắn là tôi không muốn chết một tí nào cả. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.